Bạn nghĩ trốn tìm là trò trẻ con? Trốn tìm sẽ cực kỳ vui nhộn và sáng tạo. Xem thử vài ý tưởng độc đáo cho các trò chơi để chơi với bạn bè trong video mới này nha. Amanda, Sarah, toàn thứ nhàm chán. Mình đề nghị chơi trốn tìm để thay đổi. Đó là ý hay. Chơi nào. Chúng mình dùng phi tiêu để quyết định ai sẽ là người kiếm. Ném phi tiêu. À, hụt rồi. Bịt mắt lại. Chạy. Mình sẽ trốn ở đây. Mình có ngụy trang hoàn hảo. Bức tường vải. Rick, bạn không có cơ hội. Chắc chắn không có ai ở đây. Các cô gái đâu rồi? Cũng không có ở đây. Mình sẽ nhanh trốn ở chỗ khác. Sarah, bạn làm gì vậy? Amanda, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Rick, không phải màu vàng với mình trông đẹp nhất sao? Amanda, Rick, lại cãi nhau sao? Thay vào đó, hãy chơi trốn tìm đi. Bắn tôi tì. Rick, bạn thua rồi. Vậy nghĩa là chúng mình trốn, bạn tìm. Mình sẽ đếm đến 10. Mình đến đây. Phòng này rất tối. Mình sẽ không thể thấy bóng của mình. À, đây, bóng mình đây. Mình trốn đâu đây? Rèm này đẹp đấy. Chắc Rick sẽ không thấy mình trốn sau nó. Mình tìm khắp nơi. Amanda phải ở đâu đây? À ha, tìm thấy rồi. Có cố gắng đấy. Khoan đã. Cái bóng ở đây hồi nãy. Không thể tin được. Cái gì sau cửa? À ha, bóng mình đây. Sarah, bạn không phải ninja giỏi. Rick, Sarah, chơi nào. Xuất sắc sẽ quyết định ai đi tìm vòng này. Amanda, bạn đếm và chúng mình trốn. Được rồi. Rất dễ bị lạc trong đám đông tại bữa tiệc. Sẵn sàng chưa? Mình đến đây. Amanda sắp tới. Nụ hôn tự phát là sự che giấu tốt nhất. Xin lỗi, không phải do mình. Nhận lấy. Không tệ nha Rick. Rick, điên thật. Sarah, mình sẽ tìm thấy bạn. Nhưng mình cải trang thật buồn cười. Nhìn quả bóng này, muốn không? Còn mình có bít tết. Ai lại không thích bít tết ngọt chứ? Còn mình có vớ bẩn. Còn gì tốt hơn vớ dơ chứ? Yeah, thắng rồi. Tốt lắm, quýnh cưng. Mình đếm đến 10. Nhanh lên. Làm sao để trốn trên bãi cỏ? Mình biết. Mảnh cỏ giả này sẽ giúp mình. Mình sẽ nằm ngay tại đây. Dưới bụi cây, bãi cỏ và mình là một. Mình không thấy chỗ nào tốt hơn để trốn. Mình có ý này. Một chiếc váy cưới mềm mại. Chắc chắn Sarah sẽ không tìm thấy mình đâu.
họ đã đi đâu? Mình không thấy bất cứ ai. Có lẽ mình thấy rõ hơn ở đây. Không, không ai. Chụp hình đẹp lắm. Cặp đôi mới cưới, lên đây. Ồ, ai đó? Amanda, váy cưới, bạn nghiêm túc à? Đây không phải nơi trốn an toàn nhất đâu. Mình chỉ cần tìm Triết. Ồ, mình vấp phải gì đó rồi. Triết, thấy rồi. Hoàng hô, ý tưởng thông minh mém thành công. Đứng dậy, thư giãn đủ rồi. Mọi người, mình có ý này. Ai rút thăm ngắn sẽ là người kiếm. Ồ, chúc mừng, mặt nạ đây. Đếm đi, Rick. Chạy đi. Nhanh lên, mình có ý tưởng hay lắm. Giúp mình. Sarah, bạn có chắc là nó đủ mạnh không? Yeah, băng keo giữ mình rất tốt. Tốt rồi. Giờ là thời điểm quan trọng. Mình sẽ trốn sau bức tường thang máy giả. Không thể tìm thấy mình ở đây. Một nơi trốn hoàn hảo. Mình không hiểu bạn bè đang trốn ở đâu. Có lẽ ở đây. Chúc may mắn. Và đây là thang máy. Mình sẽ tìm khắp nơi. Không thể tìm ra. Rick là bạn. Yeah, mình bỏ cuộc. Bạn đã tìm thấy mình. Oh, đây là Sarah. Nè, dậy đi. Bạn sẽ treo ở đây bao lâu nữa đây? Nhìn cặp đôi kỳ lạ kìa. Họ chắc chắn kỳ lạ. Các cô gái, đừng tám nữa. Chơi trốn tìm nha. Mình ném 3 tờ giấy vào nón. Ai có dấu tích xanh lá cây là người kiếm. Mình trước. Đến mình. Có tích xanh lá cây. Tìm nơi trốn an toàn đâu đây? Sao cái tủ lại nhỏ thế? Mình không thể trốn bên trong hay ngoài. Bức tranh thật đẹp. Mình lấy khung. Mình đến đây. Bắt đầu bản tin mới. Ồ, Rick kìa. Thật thông minh. Nhưng sao? Không đúng. Điều khiển từ xa đâu? Ha, bạn gần như lừa mình. Làm sao bạn làm được? Amanda, ý tệ đó. Mình có thể thấy giày của bạn từ xa. Thấy bạn rồi. Ôi. À ha, bạn đây. Gì? Là giả. Chà, Amanda, dù sao mình cũng sẽ tìm thấy bạn. Trốn tìm rất mệt mỏi. Chào, ghế sofa. À, Amanda, là bạn sao? Thật đáng sợ. Thậm chí mình còn sợ mà. Các cô gái, sao bạn lại la hét? Rick, mình muốn nhìn mặt bạn khi thấy ghế sofa hồi sinh. Bạn thích ý tưởng sáng tạo trò trốn tìm của chúng mình không? Bình luận bên dưới cách bạn thích nhất. Ngoài ra, bấm nhanh nút đăng ký, like video và bấm vào chuông
Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Motion.